Ngày hôm nay, cánh cổng đến với tác phẩm kinh dị lại mở ra cho chúng ta câu chuyện xoay quanh một họa sĩ điên sống cô độc trong một ngôi làng hẻo lánh. Ông ta vẽ nên bức tranh mô tả thế giới địa ngục đáng sợ, đầy máu me và bạo lực. Từng bức tranh mà người đàn ông này vẽ lên đều mang lại cảm giác ghê tởm đến rùng mình. Từ đó, người đọc dần khám phá ra quá khứ đen tối và những ám ảnh tâm lý kinh hoàng của gã. Tôi đang nói tới tác phẩm nổi tiếng của một trong những bậc thầy thuộc thể loại kinh dị, Hideyoshi Hino, Bức tranh của địa ngục, Panorama of Hell. Tôi là một họa sĩ, một người bị ám ảnh bởi màu sắc của máu. Toàn bộ cửa sổ trong phòng đều đã được bịt kín như bưng và tôi đang sáng tác những bức tranh địa ngục đầy máu trong căn phòng không có ánh mặt trời này. Tôi đã cắt thịt của chính mình và để cho máu chảy ra vào một cái chậu, mà sau đó tôi sẽ dùng nó để vẽ tranh. Thật tuyệt vời, hãy nhìn thứ màu sắc long lanh này đi. Máu mang lại hình ảnh chân thực về da thịt. Đây đúng là một công việc hoàn hảo. Phòng của tôi tràn ngập những bức tranh ma quỷ và tất cả đều được vẽ từ máu của tôi. Đó là lý do cơ thể tôi luôn có mùi máu tanh và nó áp đảo toàn bộ các mùi khác xung quanh tôi. Tôi vừa mới bắt đầu vẽ một bức tranh khổ lớn. Đó là công việc của đời tôi. Tên của bức tranh có thể là gì được nhỉ? Tôi sẽ đặt tên cho nó là Toàn cảnh địa ngục, một bức tranh mô tả sự kết thúc. Để hoàn thành kiệt tác này, tôi cần một lượng máu lớn. Vì thế, tôi đã phải uống axit hydrochloric và nôn ra một chậu máu vào mỗi buổi sáng. Bức tranh vẫn chưa hoàn thành. Nó sẽ là một bước đột phá lớn với màu máu là màu chủ đạo. À, thật thú vị đấy. Nghe này, để tôi kể cho bạn nghe về những siêu phẩm tôi đã từng vẽ trước đây. Và bây giờ, bức đầu tiên sẽ là một bức vẽ máy chém đầu trong những tòa tháp phía trên nhà tôi. Nhìn kìa, hoàng hôn đỏ rực cùng với đàn quạ bay lượn trông ghê rợn thật đấy. Cái lưỡi của máy chém được kéo lên và rửa sạch bằng nước thánh. Pháo hoa được bắn lên bầu trời lúc tối, mở đầu cho cuộc xử trảm. Cái đầu tiên, cái đầu thứ hai, cái đầu thứ ba. Lần lượt, tất cả những cái đầu đều bị cắt ra một cách nhẹ nhàng và được đem đút vào một cái phễu lớn. Từ đó, chúng rơi xuống những cái xe và công việc kinh khủng này được thực hiện suốt cả đêm. Tiếng kêu thé lên của những tội phạm và tiếng đập xuống của máy chém vang vọng lên không ngừng nghỉ suốt đêm. Chuyến xe lửa mang những cái đầu bịt chặt rời đi khỏi đây. Tiếng còi phai dần trong ánh mặt trời mọc. Khi đoàn tàu đi khỏi, đường ray chỉ còn lại những vệt máu loang lổ khắp nơi. Máu được hấp thụ và những bông hoa của địa ngục bắt đầu nở rộ. Ngay sau đó, tất cả vết máu đều được bao phủ bởi bồn hoa của địa ngục. Chúng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thoáng chốc, những bông hoa đó bắt đầu kết trái. Thứ hoa quả có màu thậm chí còn đỏ hơn. Đó là loại quả của địa ngục. Bất cứ ai ăn vào sẽ trở nên vô cùng điên loạn. Nhưng tôi luôn khao khát bước vào thế giới của sự điên loạn đó. Tôi khao khát được ăn những loại quả đó. Vậy bây giờ là bức tranh tiếp theo. Dòng sông địa ngục không đáy. Dòng sông địa ngục chạy dọc theo đường ray xe lửa. Không một ai có thể biết được nó sâu bao nhiêu. Dòng nước màu đỏ do máu chảy xuống từ các đường ray. Xác người và động vật nhiều không đếm xuể. Những động vật sống gần đó và dưới lòng sông, tất cả đều mang những vết máu đỏ trên da. Chúng ăn rác và xác chết, rồi chúng ăn thịt lẫn nhau. Đó là cách chúng tồn tại. Cái khung cảnh này thật tuyệt vời làm sao. Đây, tiếp tục là bức này. Đây là một lò hỏa táng kế bên nhà tôi. Tiếng ầm của lò thiêu nghe cứ như âm thanh vang vọng từ dưới lòng đất. Những cái xác không đầu bị chặt đứt bởi cái máy chém được đem đi thiêu ở lò hỏa táng này. Những cái xác được dẫn xuống trực tiếp vào lò thiêu thông qua những cái ống to dưới lòng đất, nhiều không đếm xuể. Những cái xác bị thiêu trong lò là một cảnh tượng thật đáng nhớ. Bỗng nhiên một vài cái xác đứng dậy. Thân thể, khuỷu tay, chân, tất cả cuộn lại với nhau giống như những con tôm đang nhảy múa. Chúng đang nhảy múa một cách điên loạn giữa những ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
Tôi luôn đề nghị những người ở đó cho tôi được đứng quan sát từ cửa sổ. Mùi thịt nướng, mỡ chảy ra nhỏ giọt và những màu xương. Thật là một cảnh tượng quyến rũ. Nhìn kìa, điệu nhảy điên loạn của những cái xác không đầu. Nhảy, nhảy, nhảy nữa đi. Nhảy trong sự giận dữ và đau đớn trong điên loạn đi nào. Và dĩ nhiên, mùi hôi thối của da thịt bị cháy luôn nồng nặc xung quanh các ngôi nhà gần đó. Còn bức này ư? Bức này là nghĩa trang của những tù nhân bị xử trảm. Dẫu những bia mộ này trải dài ra xa, nhưng mắt tôi vẫn có thể nhìn rõ mồn một những cái đầu thú vật được đặt trên các cây thập tự. Khi đêm đến, mặt trăng hình lưỡi liềm khổng lồ màu đỏ thẫm hòa quyện cùng với những giọt máu. Bóng ma của những cái xác không đầu bò lên để tìm phần còn sót lại của cơ thể. Tối nào cũng thế, chúng cứ đi lang thang ở nghĩa địa, vừa đi vừa lẩm bẩm tìm đầu của chúng. Tôi thường đi dạo quanh đây để tìm kiếm cảm hứng cho những bức tranh địa ngục của mình. À, tôi vừa chợt nảy ra một ý tưởng. Hãy để tôi cho bạn xem một vài thứ rất tuyệt vời trong căn phòng này. Tôi đang giữ một bộ sưu tập. Đó là những thứ quái dị mà tôi vô tình nhặt được khi đang lang thang trên đường. Yên tâm đi, tất cả bọn chúng đều được tôi bảo quản rất kỹ trong formaldehyde. Những thứ này rất tuyệt vời phải không? Mùi vị của chúng thật tuyệt. Còn giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe về những bức vẽ của gia đình tôi. Đầu tiên, tôi sẽ cho bạn xem bức vẽ của những đứa con tôi. À, đó là con gái của tôi. Nó tên là Crazy Girl. Để cha xem thử nào. Được lắm, con vẽ rất đẹp. Con bé thường chơi một mình trong phòng, phác họa những cái đầu mèo và xác chó chết mà nó nhặt được từ dòng sông địa ngục. Nó còn có hẳn một bộ sưu tầm những quyển sách của những họa sĩ truyện tranh quái dị nhất. Con bé thích mấy cuốn đó lắm. Nó cứ ngồi trong góc, đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Sử dụng những con rối bóng, nó diễn lại những vài nhỏ trong những cuốn truyện mà nó được xem. Crazy Boy thì không thích ở nhà giống chị nó. Nó là một cậu nhóc lém lỉnh, thích chạy ra ngoài và la hét om sòm. Thật là một đứa con nghịch ngợm. Thằng bé thường lẻn sang lò mổ heo bên cạnh và trộm rất nhiều nhãn cầu. Nó liếm những con mắt mình trộm được một cách ngon lành như kẹo mút. Dẫu sao thì tôi cũng yêu nó lắm. Thật là một đứa trẻ ngọt ngào. Một ngày nọ, Crazy Boy mang về một túi đựng trứng quạ. Khi nó đập vỡ quả trứng, một cái phôi thai trơn nhớt rời ra. Bạn thậm chí còn có thể thấy được những mạch máu nhỏ trên da của nó. Thằng bé cầm lấy cái phôi thai một cách thèm thuồng và nuốt chửng nó trong thoáng chốc. Điều này làm Crazy Girl ghen tị. Chúng thường có những cuộc ẩu đả để tranh giành những quả trứng. Dù tranh giành đến cào xước mặt nhau, nhưng sau cùng, chúng vẫn hòa thuận lại như bình thường. Và đây là bức tranh về vợ tôi. Cô ấy mở một quán rượu trên con đường chính. Nó được gọi là tiểu quán địa ngục. Tại sao ư? Vì khách hàng duy nhất của cô ấy là những con ma nghĩa địa chứ sao nữa. Cô ấy nấu ăn giỏi lắm. Thực đơn đa dạng từ tay, mông, mắt cá chân của khách. Lúc nào cô ấy cũng bận rộn hết. Không có mồm để ăn ư? Không sao. Giờ thì có rồi đó. Chúc quý khách ngon miệng. Thấy vợ tôi bận rộn rồi đúng không nào? Chưa hết đâu. Để tôi cho bạn xem nhiều hơn về gia đình tôi. Đây là bức tranh về ông nội tôi. Ông ấy là một tay bạc lưu động. Ông đi khắp Nhật Bản chỉ để đánh bạc. Ngoài ra, ông ấy còn là một yakuza với hình con rắn được xăm sau lưng. Đó là lý do mà cái biệt danh người đàn ông rắn ra đời. Cờ bạc là cuộc sống của ông tôi. Vì thế ông ấy chỉ có thể về nhà vào lễ hội mùa hè hoặc ngày đầu năm mới. Bố từng kể rằng ông ấy và chị ổng đã từng đi đón ông nội ở trên tận núi tuyết. Khi ông ấy thắng bạc liên tục, ông sẽ về nhà với một cái dương sau lưng. Bên trong nó đựng rất nhiều quà cho gia đình. Sau khi mọi người mở những món quà, ông còn cho họ xem phần đặc biệt nằm ở đáy của dương. Ở đó có rất nhiều chồng tiền. Chúng có thể nuôi sống cả nhà trong một năm. Nhưng thường thì ông nội sẽ quay về trong tình trạng thua sạch.
Những lần như vậy, bộ dạng của ông giống như một kẻ lang thang hay một tên ăn mày cơ nhỡ vậy. Và dĩ nhiên, trụ cột tài chính đặt nặng lên vai bà nội. Bà làm việc trên những cánh đồng quần quật từ sáng đến tối khuya, nhưng vẫn không thể nuôi sống nổi gia đình. Khi thua bạc, ông ấy thường uống rượu và hành hạ bà nội. Bố tôi và chị đều phải chứng kiến tất cả hàng đêm. Ông mê cờ bạc tới nỗi như thể ruột gan ông chứa toàn những viên xí ngầu vậy. Bố tôi và chị ông ngày càng ghét những người đàn ông trước mặt họ. Rồi trong một đêm trắng xóa tuyết rơi, ông tôi đã có một cuộc ẩu đả với mấy gã Yakuza ham cờ bạc khác. Dù bị rạch bụng, máu chảy ra như mưa, ông tôi vẫn đứng vững nhìn đám Yakuza với vẻ mặt quái dị cùng điệu cười đắc ý. Ông lấy con dao rạch tiếp một đường ngang bụng, từng viên xí ngầu cứ thế rớt ra, cho đến khi tất cả chúng thoát hết ra ngoài. Ông ấy muốn được chết tại đây. Máu và những viên xí ngầu chảy ra trên nền tuyết trắng xóa. Đó là sự kết thúc của ông nội tôi. Mùa xuân năm sau, một kẻ biến thái trong làng cũng đã giết bà nội tôi một cách dã man. Vậy là bố tôi và chị ông trở thành những đứa trẻ mồ côi và được gửi đến sống ở những nơi khác nhau. Đây, giờ thì tôi chuẩn bị kể tiếp về bức tranh của ba tôi. Ông ấy cũng có một hình xăm trên lưng giống với ông nội. Đó là một con rơi đỏ thẫm. Khi tôi còn nhỏ, bố tôi lúc nào cũng uống rượu và luôn trong tình trạng say khướt. Ông ấy luôn mang vẻ cau có trên mặt khi uống. Bố tôi làm việc cho một gia đình mà con họ bị thần kinh do học quá nhiều. Người học trò điên đó sống trên tầng áp mái. Công việc của ông ấy là đưa thức ăn cho người ta. Tên đó cứ ép buộc bố tôi phải ăn đồ thừa của hắn. Hắn còn hăm dọa nếu bố tôi chừa lại đồ ăn. Mỗi ngày, ông ấy phải ăn hết đồ thừa của tên điên đó. Sau khi hắn chảy nước dãi và nước mũi vào đó, bố tôi phải cố gắng ăn mà không bị nôn ra. Nhưng đến một ngày nọ, hắn ta nôn ra tất cả những gì hắn ăn và tiếp tục ép ông húp sạch toàn bộ tác phẩm của hắn. Bằng một cách tình cờ, bố tôi đã nhận thấy cơ hội của mình. Cái búa ở trước mặt là quá đủ để ông giáng xuống cho tên điên kia một cái vào giữa đỉnh đầu. Lần này, hắn không còn oẹ đồ ăn nữa, mà là phun ra một đống máu vào mặt bố tôi. Gia đình đó rất vui khi dứt được của nợ với đứa con điên đó. Cái chết của hắn không hề bị tra hỏi, nhưng sau sự việc đó, bố tôi buộc phải rời đi. Ông ấy sau đó tìm gặp chị của mình, nhưng đã quá muộn. Bà ấy đã chết. Đám người họ bắt bà phải làm việc quá sức, nên bà ấy bị nhiễm bệnh viêm phổi. Ông ấy tiếp tục trở thành một kẻ lang thang, không nhà, và rồi nhận ra mình đang đi theo con đường của cha mình. Bố tôi biết rằng, nếu cứ tiếp tục thế này, kết cục của ông sẽ giống như cha mình. Vì vậy, ông quyết định đi tàu đến vùng Mãn Châu để tìm kiếm vận may và tự lập. Ông ấy sau đó lấy vợ và làm việc cực khổ như một nô lệ. Ông ấy khởi nghiệp với một trại chăn nuôi gia súc và có thể sống như một con người. Sau đó, một điều không may ập tới. Chiến tranh giữa Nhật Bản và Trung Quốc bắt đầu. Bố tôi được triệu tập để chuẩn bị cho chiến tranh, nơi ông ấy giết người liên tục chỉ vì tin rằng làm vậy thì đất nước sẽ chiến thắng nhanh hơn và ông có thể quay trở về Mãn Châu. Nhưng rồi một vụ nổ xảy ra. Little Boy được gửi tới Hiroshima. Trong lúc bố tôi đang vừa uống rượu, vừa lầm bầm gì đó về chiến tranh, ông ấy đã phát hiện ra gương mặt xấu xí của tôi. Bố tôi túm tóc tôi và giật xuống. Ông ấy rất ghét tôi. Bất cứ khi nào uống say, ông ấy đều đánh đập tôi rất dã man. Bất cứ khi nào ông ấy đánh tôi, một con rơi đỏ thẫm bay lên phía sau lưng. Nó cười một cách ghê rợn và nhìn chằm chằm vào tôi. Vào lúc đó, bố tôi đang làm việc cho một lò mổ heo gần nhà. Vào một ngày nọ, tôi chứng kiến ông ấy đang giết lợn một cách dã man dưới ánh nắng gay gắt. Với máu lợn dính trên khắp mặt và cơ thể, bố tôi như là hiện thân của địa ngục vậy. Vào chính lúc đó, tôi có thể thấy con rơi màu đỏ. Đôi mắt đỏ hung ác của nó thậm chí còn đỏ hơn cả máu dính trên lưng bố tôi.
Một thời gian sau, vào một ngày mùa đông tuyết rơi trắng xóa, tôi thấy xác bố nổi lên trên dòng sông địa ngục cùng với đống rác thải. Cái xác nằm giữa dòng sông như một con heo, và điều kỳ lạ là con rơi màu đỏ thẫm, nó đã biến mất. Nó đang đậu trên một cái dây điện gần đó, quan sát tôi với vẻ mặt thích thú. Tôi nắm lấy bông tuyết, ném cho nó một cái, và rồi từ đó tôi chẳng còn thấy con rơi đỏ thẫm ấy nữa. Đây là bức tranh về em trai tôi. Nó là một thằng nghiện rượu. Nó thường ngồi ở cùng cái bàn bố tôi thường ngồi, và dựa vào chai rượu, trông chẳng khác gì ông già nhà nó. Khi còn ở tuổi vị thành niên, nó đã làm nhiều điều phạm pháp và có thể đánh nhau cả ngày. Khi đánh người khác, nó chẳng hề tỏ ra chút thương xót nào và đánh cho đến khi họ bất tỉnh mới thôi. Lúc uống say vào, nó lại càng trở nên bạo lực hơn nữa. Khi nhìn máu người khác bắn ra, nó nhìn và run rẩy một cách hân hoan, hệt như bố tôi hồi đó. Nó được tìm thấy trong một đêm tuyết lạnh, bị chôn vùi trong tuyết ngay cạnh dòng sông địa ngục, giống như ông nội tôi. Hộp sọ của nó bị chẻ đôi, máu chảy ra đỏ tươi trên nền tuyết, mà không ai biết được hung thủ là ai. Em trai tôi sau đó được đem đi phẫu thuật ngay lập tức. Nó hầu như đã được cứu sống, nhưng luôn phải gắn liền với những ống tuyếp trong mũi vá sâu vào cổ. Mặt của nó sưng lên một cách kỳ lạ, khó có thể nhận ra được. Nó tỉnh táo được đúng một lần duy nhất trước khi rơi vào trạng thái sống thực vật. Trong giây phút đó, nó kêu tôi hãy tha thứ cho nó. Em trai tôi đã đối xử rất tốt với tôi khi còn bé. Khi bố đánh tôi, nó là người luôn chạy ra khóc lóc và chịu đòn thay cho tôi. Thậm chí khi những đứa trẻ hàng xóm ăn hiếp tôi, nó cũng là người lao ra ngăn cản. Dường như nó luôn bị đánh thay cho tôi, và thứ duy nhất tôi có thể làm là nhìn một cách vô dụng. Đó là khoảng thời gian mà tôi tự cô lập bản thân mình. Tôi bắt đầu vẽ những cái đầu mèo và chó chết thối mà tôi nhặt được từ dòng sông địa ngục. Khi nhìn những bức tranh tôi vẽ, nó là người đã động viên tôi như một người trưởng thành. Thường thì tôi sẽ thấy nó ngồi sau nhà, khóc một mình với đôi vai run rẩy. Nó thường khóc thầm như vậy. Dù tôi biết nó đang gặp rắc rối, nhưng tôi vẫn không thể nói chuyện với nó. Tôi là anh nó, nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn từ phía xa. Một đứa trẻ tốt như em, tại sao? Tại sao chứ? Tại sao em lại phải trở thành nạn nhân của việc đánh nhau như thế này? Anh không hiểu. Anh thực sự không hiểu. Anh chỉ là một đứa trẻ chỉ biết thu mình lại. Anh không thể bước ra khỏi vỏ bọc của chính mình được. Tất cả những điều mà anh có thể làm là vẽ những bức tranh địa ngục này. Anh đã không thể làm gì được cho em. Không gì cả. Không gì cả. Sau buổi sáng đó, em tôi được đưa ra khỏi bệnh viện, và nó biến thành một cục thịt. Chỉ có hình xăm con rồng là không thay đổi. Tất cả những phần còn lại của cơ thể đều trở thành một khối thịt. Mỗi tối, nó đều vặn vẹo trong phòng và rên rỉ trong đau đớn. Bây giờ, tôi sẽ cho bạn xem một bức tranh khác. Nó là về mẹ tôi, một người phụ nữ điên. Bà ấy lại mang cái đầu heo tới cho đứa em trai đang rên rỉ của tôi. Bà ấy không được tỉnh táo từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Mẹ tôi rất tốt khi tôi còn là một đứa trẻ, nhưng giờ đây bà đã khác. Bà ấy đôi khi lại lao vào đánh tôi một cách vô cớ, thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả bố tôi. Bà cầm con dao đâm nhiều phát vào lưng tôi, cầm sợi dây thừng siết chặt cổ tôi. Dường như những điều này sẽ không bao giờ kết thúc. May quá, em trai tôi đây rồi. Chỉ có nó là có thể ngăn bà ta tiếp tục hành hạ tôi. Bà ta không thể chấp nhận nổi hình dạng lúc này của em trai tôi. Bà ấy giờ chuyển sang hành hạ nó suốt ngày. Bà hỏi tôi rằng, liệu đây có phải địa ngục không? Chắc chắn rồi, đây chính là địa ngục. Tôi đã nhìn thấy hình ảnh địa ngục từ khi còn trong bụng mẹ. Vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, một vị vua khổng lồ của địa ngục xuất hiện trên bầu trời ở Hiroshima. Cùng với ánh sáng và tiếng gầm to lớn, nó cướp đi xương máu của hàng trăm, hàng nghìn người.
Từ trong đó, một chùm sáng quét ngang Hàn Quốc đến tận Mãn Châu và đánh trúng mẹ tôi. Ngay lúc đó, khi mẹ tôi ngã xuống đường, tôi thấy được cuộc sống từ trong bụng mẹ. Từ trong tử cung của bà, tôi nhìn thấy địa ngục đầy máu ở bên ngoài bắt đầu với sự tràn vào của quân lính Nga. Những người đã giết và vơ vét hàng nghìn con tin đem đến Siberia. Một khi Nhật Bản đầu hàng, người Trung Quốc sẽ bắt đầu cuộc trả thù của họ. Bố tôi bị bắt và sắp bị xử tử, nhưng một người bạn Trung Quốc đã cứu ông vào phút cuối cùng. Tôi nghe nói người đàn ông này đã chết trong một cuộc nội chiến ở Trung Quốc sau đó. Trong lúc hỗn loạn, tôi được sinh ra theo một cách mà không ai mong muốn. Thậm chí tôi còn bị coi là hiện thân của địa ngục. Bố mẹ tôi được khuyên rằng nên giết tôi ngay lúc đó, nhưng mẹ tôi đã quyết giữ tôi ở lại. 9 tháng sau, bố mẹ mang tôi theo trên đường rút lui của những người bị nạn đến Nhật Bản. Đối mặt với nạn đói và cái lạnh khắc nghiệt, những đứa trẻ, người già ốm yếu không thể tiếp tục được, nên đã tự bóp cổ hoặc uống thuốc độc để chết. Thế giới này là một địa ngục sống, hoàn toàn hỗn loạn và kinh hoàng. Họ bắt đầu tàn sát nhau điên cuồng, biến màu tuyết thành đỏ thẫm như là nó đang rơi xuống trên bầu trời đen tối, và tất cả những bông hoa địa ngục bừng nở rộ. Bánh xe nghiệp chướng truyền đi sự bất hạnh. Nó giết chết gia đình tôi. Đó là lỗi của tôi. Tất cả là một thảm họa giữa đêm tuyết đỏ, một khung cảnh đáng buồn. Tôi lúc còn nhỏ yêu thích máu và màu sắc của máu. Thứ mỹ vị đó thật tuyệt hảo. Đoàn người sau đó bị những người Trung Quốc phát hiện và ném đá. Mẹ tôi là một trong số những người không may mắn bị những tên tàn ác ném trúng. Máu chảy ra từ trán của bà. Đó là máu, một thứ có màu đỏ thẫm đang ở ngay trước mặt bà. Mẹ tôi mê man, rồi sau đó trở nên điên cuồng. Tôi đoán là nỗi sợ và sự mệt mỏi đã làm bà ấy ngã quỵ trong khoảnh khắc ấy. Bà ấy đã phát điên. Trong ánh chiều tà, tôi có thể thấy hình bóng của những tòa tháp ở Mãn Châu ngã xuống và nghe được tiếng sụp đổ của một đế chế khi tôi nhìn từ boong của chiếc tàu đưa chúng tôi vượt qua Biển Đỏ trở về Nhật Bản. Khi tôi là một đứa trẻ, tôi luôn chơi những trò quái gở hoặc những thứ tương tự như vậy. Tôi bắt đầu mổ xẻ những con thằn lằn, luộc chín con mèo, nghiền nát những con côn trùng, vặt lông của những con quạ, đập con ếch bằng hòn đá. Không dừng lại ở đó, tôi luôn sử dụng những dụng cụ thích hợp. Cảm giác ấy thật thích thú. Mỗi ngày, tôi vẽ những bức tranh về những điều mà tôi làm khi chơi những trò chơi kinh khủng. Thực ra, sự bạo lực hàng ngày này đã trở thành một loại thuốc gây nghiện. Trong suốt những lần đó, những bài học bằng máu phác họa về những bức vẽ địa ngục của tôi dần được định hình. Mặc dù mẹ luôn đánh tôi một cách dữ dội, nhưng khi ở gần bố tôi, bà ấy liền trở thành một con cún vâng lời. Nhưng sau đó, ý tưởng về bức tranh địa ngục của tôi đã dần cạn kiệt, khiến công việc này trở nên thật chán. Trong lúc đó, tôi liền bật ra ý tưởng mới. Lấy đất sét, tôi nặn lên mô hình của vua địa ngục, người đã cho tôi cuộc sống khi tôi còn trong bụng mẹ. Từ phía trên mô hình, tôi đổ máu động vật mà tôi hiến tế cho vua địa ngục. Mô hình biến thành một màu đỏ thẫm tuyệt đẹp và bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu hồng nhạt. Ngay lập tức, tôi quỳ xuống trước vị vua của địa ngục và lẩm bẩm cầu cho ngôi nhà dưới đường bắt lửa và bị đốt. Kẻ đó và gia đình của hắn sẽ bị bao quanh bởi lửa địa ngục. Nhà cửa, con người, mọi thứ đều phải cháy thành tro. Bỗng nhiên, mô hình phát ra thứ ánh sáng chói lòa và mọi người bên ngoài bắt đầu kêu gào lên vì cháy. Ngôi nhà đó thực sự đang cháy. Đây là lần đầu tiên tôi khám phá ra mình sở hữu sức mạnh không tưởng. Tôi như điên loạn trong sự hân hoan. Đúng như ước muốn của tôi, những đứa côn đồ hay bắt nạt tôi và gia đình của chúng đều biến thành tro. Cùng với sự hoan hỉ, tôi bước vào nhà và phác họa lại khung cảnh tuyệt vời này. Sau đó, tôi bắt đầu cầu nguyện để tạo thêm nhiều bức tranh địa ngục. Dần dần, ước muốn của tôi ngày càng trở nên lớn hơn.
Hãy nhìn những tờ báo này đi. Chúng đều là kiệt tác do tôi cầu nguyện mỗi ngày đó. Đã có 100, à không, có lẽ phải hàng ngàn người đã phải nằm xuống dưới tay tôi. Gần đây, tôi đang dự định vẽ những bức tranh lớn hơn nữa. Và đây sẽ là kiệt tác cuối cùng. Tôi muốn vẽ những bức tranh địa ngục thực sự. Thứ chưa từng được chứng kiến bởi con người trước đây. Sau đó, tôi có một ý tưởng tuyệt vời. Lực lượng đặc nhiệm của anh được gửi đến. Mục tiêu đầu tiên của ta bây giờ là nhấn nút và cài đặt tất cả vũ khí hạt nhân của thế giới. Sau cùng, tôi cũng có thể vẽ được bức tranh địa ngục cuối đời của tôi. Nó sẽ cực kỳ ngoạn mục, sẽ không có bức tranh nào trước đây có thể so sánh được. Nó là công việc của đời tôi, là biểu hiện cuối cùng cho trái tim và linh hồn tôi. Hãy tha thứ cho tôi, những người thân yêu. Tôi phải vẽ nó, thậm chí nếu phải hy sinh mọi người đi nữa. Một bức tranh địa ngục toàn diện là có thật. Tha lỗi cho anh nhé mình ơi. Kia chúc mừng bố. Giờ thì bố có thể vẽ bức tranh địa ngục thực sự. Các con tôi, đó cũng là vì tốt cho các con. Bố sẽ không để các con thấy địa ngục này. Giờ là mẹ, tiếp tục sẽ là em trai. Hãy tha thứ cho anh em nhé. Bước ra ngoài nào. Tuyết đang rơi à? Mình sẽ ăn mừng những bông hoa đỏ của địa ngục. Đúng, đã đến lúc mình nên ăn loại quả này. Mình tự hỏi có gì phía bên kia bức tường vậy nhỉ? Phải phi cái rìu này qua đó mới được. Ồ, một biển máu. Mọi người đang chết chìm trong vô vọng. Một khung cảnh thật ngoạn mục. Rên rỉ, kêu van nữa đi. Cam chịu nữa đi. Cái gì đây? Một cái lồng đèn sao? Nó quay lại tất cả khung cảnh của gia đình tôi. Nó phun ra cái gì vậy? Máu. Đây là máu. Địa ngục. Địa ngục sắp đến rồi. Một địa ngục toàn diện mà chưa ai từng thấy đang đến. Ta sẽ vẽ ra địa ngục đó. Vẽ ra những chi tiết cuối cùng của bức tranh địa ngục này. Đúng là một cách tuyệt vời cho sự kết thúc của thế giới. Và chỉ mình ta mới có thể làm được. Khi nào nó sẽ xảy ra? Ngày mai? Hôm nay? Hay vài giây nữa? Điều chắc chắn là nó sẽ đến. Và mọi người sẽ chết. Tất cả mọi người ngoại trừ tôi. Tôi là ác quỷ từ địa ngục. Vị vua của địa ngục chính là bố tôi. Vì thế, ta sẽ không chết, nhưng mi sẽ chết. Ngươi, ngươi và cả ngươi nữa. Tất cả đều sẽ phải chết. Vậy nên, chết đi. Như tiêu đề của bộ manga đã gợi ý, Panorama of Hell diễn ra trong một bối cảnh đen tối chẳng khác nào địa ngục. Chuyện được miêu tả rất chi tiết qua lời kể của nhân vật chính. Ông ta là một họa sĩ sử dụng chính máu của mình để vẽ và thế giới mà ông ta sống đầy rẫy những kinh hoàng. Từ cửa sổ, ông ta nhìn thấy một đài hành hình hoạt động không ngừng. Một dòng sông đầy rác và xác chết chảy qua bên cạnh nhà. Thậm chí ông ta còn phải sống trong mùi cháy khét của các xác chết từ nhà hỏa táng bên cạnh. Thành thực mà nói, những chương đầu tiên của Panorama of Hell quá kiên quyết trong việc tạo ra sự ghê tởm, đến mức tôi còn cảm thấy khó mà có thể nghiêm túc đọc hết được. Ban đầu, chuyện cảm giác như bị cường điệu và thiếu tinh tế, như thể tác giả chỉ đang chồng chất những điều kinh khủng lên nhau để tạo ra một cú sốc nào đó vậy. Mọi thứ dần leo thang khi gia đình của ông ta được giới thiệu. Những đứa trẻ độc ác với sự tò mò đen tối, một người vợ xinh đẹp như bước ra từ chuyện kinh dị Nhật Bản cổ điển. Da trắng nhợt nhạt, tóc dài đen, mặc trang phục truyền thống. Rồi câu chuyện quay ngược thời gian để chứng kiến quá khứ của ông bà và cha mẹ ông ta. Nó dần trở nên thú vị hơn. Đặc biệt là về phần gia đình, nơi mà sự bạo lực và điên loạn ăn sâu được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cao trào xảy ra khi các sự kiện lịch sử như Thế chiến thứ hai và các vụ đánh bom nguyên tử được miêu tả, đan xen với câu chuyện cá nhân của họa sĩ. Các loại địa ngục khác nhau bổ sung cho nhau. Địa ngục môi trường với bối cảnh ban đầu và cảnh quan hoang tàn. Địa ngục cá nhân với bạo lực gia đình. Địa ngục lịch sử với quy mô lớn hơn của chiến tranh. Nhưng có lẽ phần thú vị nhất của Panorama of Hell
là cách nó làm mờ đi ranh giới giữa thực tế và hư cấu. Trước hết, nhân vật chính, một nghệ sĩ chuyên vẽ kinh dị, đóng vai trò như một bản sao của chính Hino. Nghệ sĩ trong truyện đang tạo ra bức tranh cuối cùng đẹp nhất của mình, giống như Hino khi ông nghĩ đến việc kết thúc sự nghiệp mangaka với tác phẩm mạnh mẽ nhất cuộc đời. Những điểm tương đồng giữa Hino và nhân vật chính của ông không dừng lại ở đó. Nhiều yếu tố trong câu chuyện thực sự được lấy từ chính cuộc đời của Hino. Ông nội của ông thực sự là một yakuza. Em trai ông đã rơi vào hôn mê, và cha ông là một người chăn nuôi lợn với một hình xăm trên lưng. Giống như người họa sĩ, Hino lớn lên trong bối cảnh trực tiếp của Thế chiến II. Cả hai đều được sinh ra ở Trung Quốc, bị Nhật chiếm đóng và suýt bị giết khi gia đình họ chạy trốn trở về Nhật Bản sau thất bại của đất nước. Ông lấy cảm hứng từ chính cuộc đời mình và những điều kinh hoàng mà ông đã chứng kiến, trải qua để vẽ. Thật khó để phân biệt đâu là hư cấu và đâu là thật trong câu chuyện của người họa sĩ. Sự điên loạn của người họa sĩ khiến ông ta trở thành một người kể chuyện không đáng tin cậy. Thật vậy, ở cuối câu chuyện, các thành viên hiện tại trong gia đình của ông được tiết lộ là giả. Vợ con là mannequin và con rối, em trai là xác của một con lợn, vân vân. Hơn nữa, bằng cách để họa sĩ trực tiếp nói chuyện với người đọc, Hino đã phá vỡ bức tường cách biệt giữa thế giới hư cấu và thực tế. Điều này lên đến đỉnh điểm ở đoạn cuối. Họa sĩ ném một chiếc rìu về phía người đọc để giết chúng ta, những người đang theo dõi bộ truyện này. Sự tương phản giữa các bóng đen đặc và màu trắng nguyên sơ của giấy có thể tạo ra ấn tượng rằng một ánh sáng mạnh mẽ, chói lòa đang chiếu vào thế giới. Ánh sáng bạo lực phát ra từ một vụ nổ chẳng hạn. Điều này rất phù hợp khi xem xét tầm quan trọng của quả bom nguyên tử Hiroshima trong câu chuyện và những hệ quả của nó vẫn còn ám ảnh các nhân vật nhiều năm sau đó. Giống như các nhân vật luôn bị đắm chìm trong ánh sáng khắc nghiệt của các vụ nổ. Panorama of Hell là một tác phẩm rất đen tối và bi quan, miêu tả một thế giới không có chút hy vọng và không có gì có thể được tha thứ. Ngay cả người đọc cũng phải nhận lấy chiếc rìu của họa sĩ. Thực tế, nhân vật chính đã bị định đoạt từ trước khi anh ta được sinh ra. Liệu câu chuyện kinh dị ngắn này có mở ra thêm cho các bạn góc nhìn khác về thế giới bên ngoài không? Hy vọng các bạn đã có những giờ phút thư giãn cùng video này của chúng mình. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để nhận được thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!